Alpha Mai chiếc xe bông xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà một cái lô mai dảo siêu nụ của vườn nhà em mới về nha cả nhà. Thì cây cao tầm khoảng 2 tấc mấy đến 3 tấc nha. Thì trước tiên em sẽ quay sơ lược một số cây cho cả nhà xem nha. Rồi đây, đây là giống dảo siêu nụ vừa chơi Tết vừa làm giống nha cả nhà. Nụ thì nói chung thì cũng rất là nhiều. Tuy nhiên thì cũng có một số nụ non ha, cho nên là cái này về chúng ta vừa chơi Tết thì vừa làm giống luôn nha cả nhà. Cây thì nó cũng nụ cũng nhiều đó, nhưng mà cái chất lượng thì ví dụ như nè, cả nhà nhìn thấy không, thì cây nó cũng có nụ nhưng mà nó không có nhiều lắm nha. Thì em giới thiệu thì cái nào em nói trước cho chúng ta dễ ha. Cái này là về chủ yếu chúng ta vừa chơi Tết vừa làm giống nha cả nhà. Thì để em đo cái chiều cao nha, cây cao tầm khoảng 3 tấc nha cả nhà, 3 tấc đi lên ha. Cây thì nói chung đa số là có nụ ha, có nụ nhưng mà nụ nó cũng chưa có được nhiều lắm. Thì cái này về chúng ta Tết thì cũng được chơi được một ít hoa, và đặc biệt là chúng ta sau đó chúng ta làm giống luôn nha. Thì cái này dảo siêu nụ này em bán với giá là 250.000 một cặp nha cả nhà. Em sẽ bao phí vận chuyển tới nhà cho cả nhà luôn nha. Đây là hàng dảo siêu nụ nha cả nhà. Đây em sẽ cho cả nhà xem nha. Đó, và như thế này đây. Rồi cây cao tầm khoảng 3 tấc đi lên nha. Này cây nói chung là cũng có nụ nhưng mà nụ thì cũng chưa có được nhiều lắm. Nói chung là Tết thì cũng chơi hoa được nhưng mà cũng không có nhiều, cũng chưa có đạt lắm nha cả nhà. Hiện nay về chủ yếu chơi hoa xong rồi chúng ta làm giống luôn về hàng dảo siêu nụ ha. 250.000 một cặp nha. Cây rất là ngon, khỏe, cây rất là xinh tươi luôn ha. 250.000 một cặp, em sẽ bao phí ship cho cả nhà tới nhà luôn. Nếu mà ai lấy 10 cây thì em sẽ tặng một cây luôn nha. Đây cả nhà thấy không? Đó, 10 tặng 1 nha. Có hẹn bên đây là cúc 150 nha cả nhà. Cúc 150, cây rất là khỏe luôn. Đây, cũng có nụ chơi Tết, nụ được chè nụ chơi Tết nha. Đó. Như thế này đây nha cả nhà. Đó. Thì cái này em bán với giá là 80.000 một cây nha. Nếu ai lấy 3 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển tới nhà luôn. Cây có nhánh có nụ hết rồi cả nhà. Nụ thì ít thôi chứ cũng không có nhiều lắm. Nhưng mà chủ yếu là chúng ta làm giống ha. Cây rất là khỏe nha. Rồi đây, đây là cúc 150 nha. Chúng ta làm giống và một số nụ chơi Tết. Đây, bên đây là hàng dảo siêu nụ ha. Còn cái này là dảo Phú Tân nha cả nhà. Dảo Phú Tân thì đặc biệt là cái giống này chịu lạnh rất là tốt. Cây cao tầm khoảng 40 nha. Nụ thì nói chung cũng nhiều á cả nhà. Cây liền cốt thì 100% nha. Cái giá thì em bán 400.000 một cặp. Cái củ này cả nhà, cái củ bự hơn nó tay cái luôn á, mười mấy luôn. Cây thì đã thuần chậu hết rồi. Đây cả nhà thấy không? Đó em dỡ cho cả nhà xem ha. Cây em đã uống hình tán thông hết nha. Thì lô này em còn được tầm khoảng vài chục cây á cả nhà. Vài chục cây ha. Rồi thì 200.000 một cây nha. 400.000 một cặp em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Rồi một cái giống mai nữa bên vườn mai nhà em đó chính là hàng cúc VIP nha cả nhà. Cúc VIP. Đây. Thì cúc VIP này em bán với giá 70.000 cây. Chỉ 70.000 cây thôi. Rồi cúc rồng bay. Đây là cúc rồng bay nha cả nhà. Đó, cúc rồng bay này giá 80.000 một cây nha. Chỉ 80.000 một cây thôi. Đây là cúc rồng bay 80.000 một cây. Ai lấy 3 cây em bao ship. Và đặc biệt là lấy mỗi giống mỗi cây thì cái tính gộp lại 3 cây thì em vẫn bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà. Rồi, tiếp tục. Một cái giống nữa đó chính là cúc thọ hương nha. Cúc thọ hương ngay bên đây. Bên đây cúc thọ hương mới về rất là đẹp nè cả nhà. Trời ơi, cây đẹp quá cả nhà ơi. Đây, đây là cúc thọ hương nè. Rễ thì là xo ha. Là xo. Rồi rễ ủa cái loại này mới đem trong vườn phải loại chung trái bí không? Loại phải chung trái bí không, khác không? Rồi, loại này thì em bán với giá là 80.000 một cây nha cả nhà. 80.000 một cây. Nếu mà lấy 3 cây em cũng bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Đó, cây này cành nhánh rất là khỏe luôn rồi. Đây là cúc thọ hương nha, 80.000 một cây. 3 cây em bao phí vận chuyển luôn. Rồi, con cây tiếp tục bên đây là cái giống cúc Tân Châu nha. Cúc Tân Châu thì cánh hoa là 24 đến 36 cánh nha. Cây đặc biệt là cây rất là cứng, rất là mập luôn cả nhà. Đó. Cây cao khoảng 3 tấc đi lên nha. Đó, đây là cúc Tân Châu ha. Giá 80.000 một cây, 3 cây em cũng bao phí ship luôn nha.
Còn bên đây là giống cúc hồng lộc nha cả nhà. Cúc hồng lộc thì giá cũng 80.000 một cây, 3 cây em cũng bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn ha. Đây là cúc hồng lộc và cúc tân châu nha. Thì bên Lô Mai rất là nhiều cái giống mai đẹp nha cả nhà. Bên đây là lá ngọc cành vàng đây. Lá ngọc cành vàng này thì ở giá là 250 một cặp. Cái này là dạng gốc gốc to nha, gốc to 250.000 một cặp đây. Đây cả nhà thấy không? Còn cái cây nhỏ này thì 70.000 nha. Cây nhỏ này 70.000 một cây lá ngọc cành vàng. Thường thì nó non, nó mấy màu vàng nha cả nhà. Còn này già thì nó màu xanh này nha. Nó có một số cây nó đang non thì nó già, nó vàng như thế này ha. Rồi xin mời cả nhà hãy vào xem ủng hộ cho vườn mai của chú chè bông nha.